Thưa quý vị và các bạn, trên mâm cơm thắp hương dâng lên tổ tiên trong những ngày lễ Tết của người dân xã Phụng Công và thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, thì bánh rang bừa là món không thể thiếu. Vậy món bánh này có ý nghĩa như thế nào với người dân nơi đây? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu nét ẩm thực cổ truyền độc đáo này qua phóng sự sau. Cụ Đỗ Thị Bòi, một con niên ở thôn Công Lộn 1, thị trấn Văn Giang cho biết, loại bánh này có từ lâu lắm rồi. Và dù nó được lưu truyền qua nhiều đời nay, nhưng cách làm và nguyên liệu vẫn không có gì thay đổi. Cách làm bánh này cũng rất đơn giản, nhà bột gạo, sau đó để nhân vỏ sữa rồi luộc. Có hai loại bánh, nhân đỗ và bánh nhân thịt. Sở dĩ có tên là bánh răng bừa là vì bánh có hình thái giống như chiếc răng bừa. Hơn nữa, thành phần chủ yếu là gạo tẻ nên còn gọi là bánh tẻ. Cái bánh này thì nó phải hàng mấy trăm năm nay, đời các cụ nhà tôi vẫn đã làm rồi mà lại đến đời... Cụ đẻ tôi vẫn làm thế, bây giờ lại đến đời tôi, bây giờ lại các cháu mà tròn như cái răng bừa thì các cụ đặt là cái bánh răng bừa. Mang đi cày, đi cấy, ra chưa ăn, cái người mà trong làm quá thì có khi vừa làm vừa ăn. Bánh cổ truyền này hiện nay chỉ còn rất ít địa phương lưu giữ được. Ở Văn Giang chỉ có hai địa phương là xã Phụ Công và thị trấn Văn Giang. Ông Đỗ Văn Yến ở xã Phụ Công cho biết, theo sử sách lưu lại, bánh răng bừa còn được làm để nuôi quân phục vụ thời kỳ Hai Bà Trưng. Vì thế, thường được làm trong các dịp lễ Tết và là món không thể thiếu trong mâm cơm thắp hương dâng lên tổ tiên. Nó là một nét ẩm thực văn hóa mà các cụ chúng tôi truyền lại từ đời này qua đời khác. Bánh răng bừa có một thời gian là xa xưa đã quý lạo các tướng sĩ của Hai Bà Trưng đi đánh giặc. Nó là một cái lương thực để dự trữ. Thế và trong các bàn thờ tổ tiên của chúng tôi những ngày Tết lễ lớn là không bao giờ thiếu được đĩa bánh răng bừa trên mâm cơm thờ tiên tổ. Với vị thơm ngon mộc mạc, vài năm gần đây bánh tẻ đã được nhiều người biết đến. Nó được xem như một món đặc sản cổ truyền của nơi đây và là món quà quê mỗi khi có dịp đi qua đây. Tôi rất là hay mua bánh, và đặc biệt nữa là với đặc sản ở Hưng Yên này, cái món bánh tẻ răng bừa ấy ạ, thì thường thường là đối với Tết ý, thì chúng tôi có đặt hàng nghìn bánh. Bánh răng bừa ở quê hương Phụ Công thì thực sự là một loại bánh đặc sản rất là ngon và dễ ăn. Không chỉ ở huyện Văn Giang mà giờ đây đã được khá nhiều nơi biết đến và đã trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng là nét văn hóa ẩm thực độc đáo ở địa phương này. Hiện có khoảng trên 60 hộ chuyên sản xuất, trung bình mỗi ngày cung cấp hàng chục nghìn chiếc. Bánh răng bừa đã được đưa trong danh mục các sản phẩm OCOP nhằm phát triển sản phẩm truyền thống gắn với du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.